kính chào quý vị. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8 giờ sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024. Mình đang có mặt tại cầu đất quý vị ha. Đồi Chè, cầu đất quý vị. Ở đây cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 25 đến 30 cây số quý vị ha. Bây giờ đi xuống dưới này quý vị có thể thấy là ở dưới những cái cánh quạt kia, dưới thung lũng á, vẫn còn mây nó bay dưới quý vị. 8 giờ sáng rồi. Cũng vô hồ gì mà hồi sáng phải nói là mây nó bao trùm ở khu vực này luôn, rất là đẹp. Sáng hôm nay trời nắng rực rỡ lên, ấm áp quý vị. Hồi sáng thì phải nói là trời rất là lạnh luôn. Bây giờ mình xuống dưới đó săn mây một chút ha. Rồi chạy vòng vòng vào tìm hoa mai anh đào, xem dưới này nó đã nở rực rỡ chưa. Rồi mình đi quý vị. Cái đồi này rộng lắm luôn. Xung quanh đây là hệ thống điện gió ha. Nó đang chạy quạt gió này. Đấy. Nhiệt độ hiện tại bây giờ tầm khoảng 20 độ C quý vị. Rất là mát mẻ. Hồi khuya sáng sớm nhiệt độ tầm khoảng 12-13 độ C. Rất là lạnh luôn. Trên phố thì hoa mai anh đào nó mới lác đác rồi quý vị. Chưa có nở rực rỡ. Hy vọng nửa tháng nữa ha. Cánh quạt gió khổng lồ. Nhìn cái mây nó gần đây nhưng mà thật sự nó xa lắm quý vị. Nằm xa lắc xa lơ ở dưới thung lũng luôn. Muốn gần là phải vào trong đồi gỗ, cầu gỗ săn mây đó quý vị ha. Ở dưới này đường đất rồi. Mây nằm tít xuống dưới kia luôn. Đến vòng qua bên kia đi. Bà con mình trồng cái gì ấy. Thấy mây thì trước mặt rồi mà nó nằm xa lắc à. Năm xưa nó chưa có những cái con đường này đâu quý vị. Sau này họ làm điện gió, họ xẻ những cái con đường này vô để vận chuyển những cái trụ điện gió này vô nè. Thế nên đôi anh Chè nó cũng không còn có liền mạch nữa. Muôn săn mây đẹp là phải vào trong cái cầu gỗ săn mây đó quý vị. Nó nằm sát luôn. Là giống kiểu là chúng ta đang đi trên mây đó. Chiều ngày hôm qua tức là ngày 10 tháng 1 năm 2024 thì dưới đèo Khánh Lê nó xảy ra vụ sạt lở, nguyên khối đất đá khổng lồ bị trượt xuống và gây ách tắc giao thông. Cũng may là không có thiệt hại về người cũng như là tài sản. Điểm săn mây 1.500m, cầu gỗ. Đèo Khánh Lê thì nó rất là hiểm trở và treo leo. Một bên vực rất là sâu, một bên là phải nói vách đá. Và những cái mảng đá nó có nguy cơ rơi xuống dưới đường bất cứ lúc nào và cũng có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào mùa mưa. Đó là cũng đèo là phải nói là cực kỳ nguy hiểm đó quý vị. Săn mây cầu gỗ là đi theo hướng này đó quý vị. Hồi sáng phải nói là mây chắc có lẽ nó sẽ bao trùm ở khu vực này luôn đấy. Bình minh săn mây cầu gỗ này. Nghe nói một cái tour săn mây ở dưới này mà xe có xe tour đưa đón tận nhà luôn, là người ta bao vé luôn tầm khoảng 190 của vị. Điểm săn mây này, điểm dừng chân săn mây này, ở dưới này rất là nhiều điểm. Đó.
ồ sáng mây này, cà phê sáng mây này, vào trong này phải nó hàng loạt. Hàng loạt quán cà phê ở trong này. Hôm nay hồi sáng mà mình đi sớm đẹp lắm quý vị. Xuống dưới này đúng là thiên nhiên luôn. Toàn cây với cỏ với rừng. Sâu trong này là vườn của bà con mình, người ta trồng cà phê. Nhìn về bên này có cái view đẹp không, đồi núi luôn. Săn mây cầu gỗ này đó. Muốn vô đó săn mây là mua cái vé này, vô săn mây rồi quý vị. Thiên đường săn mây, quá trời điểm luôn. Quá trời điểm săn mây luôn quý vị. Hồi sáng ở dưới này đông lắm. Bây giờ bà con mình cũng rút về rồi. Con đường mòn đi vô rừng đẹp lắm. Đấy. Và wow, con đường mòn hơi bị đẹp luôn. Hồi nãy đứng trên kia thì thấy mây bay dưới thung lũng dưới này, nhưng mà xuống dưới này thì không thấy đâu nữa. Biết xuống như này là xuống dưới đâu đây. Sâu vào trong này là rừng thông không á. Để đi một chút rồi ra ngoài kia xem hoa mai anh đào quý vị. Ở bên ngoài có những cái hàng cây hoa mai anh đào nở đẹp lắm luôn. Xuống dưới này là không còn thấy mây đâu nữa. Ồ, ở bên kia có cái hồ nước kìa. À, dưới kia có hồ nước kìa. Hồ đó hình như là hồ Đa Nhiêm. Hồ Đa Nhiêm mà xuống dưới đó là như là Đà Răng rồi đó. Ồ, con đường mòn trong rừng hay quá. Không thấy mây đâu nữa. Hết mây rồi. Hết mây rồi. Còn đường mòn này không biết đi đâu luôn á trời. Có lúc nào nó đi tắt theo con đường này là xuống dưới Đà Răng luôn. Nguy lắm.
không biết đi đâu luôn. Cái này giống kiểu đi tắt xuống dưới Đà Răng luôn trời nè. Chắc nó sâu lắm luôn á. Thôi dừng lại đây thôi. Ở trong này nó lạc chết cha luôn. Có mấy anh chị em đi rừng đó, mấy chị em đi rừng á thì mới ở trong này nhiều ngã quá là xíu nữa đi lên lạc chết cha luôn. Hai ba nhánh luôn. Đi xuống thì được, đi lên là đi tìm. Thôi đi lên trên đồi chè ngắm hoa mai anh đào thôi. Xuống phát cho biết vậy. Thực sự ra có thời gian là mình đi xuống luôn. Rồi buổi trưa về chở con đi học nữa, không kịp. Mây thì bên kia kìa. Bên này hết mây rồi. Con đường này giống như ngoài Tây Bắc luôn ha. Đi sớm đẹp lắm. Đi sớm nó còn trong sương. Còn trong sương trong mây luôn á, giống kiểu mình đang đi trong mây luôn á. Dưới này là cầu gỗ sang mây này. Hồi sáng thì bà con mình ngồi đây nhiều lắm. Dòng dòng qua bên kia cũng đẹp lắm này. Quán này thì phải đi từ 4-5 giờ xuống tới đây là tầm 5-6 giờ ngồi ngắm bình minh với mây nó mới đẹp. Bây giờ là không còn đẹp nữa, hết mây rồi. Bên này cũng có những cái điểm này. Rất là nhiều điểm sang mây ha. Mình không thích vào quán thì mình có thể đứng ở bên ngoài để xem được nó. Chạy ra ngắm hoa mai anh đào.
nhiều anh chị đi phượt á, cũng như lúc buổi tối xuống dưới này là tắm trại á, tắm trại dọc dọc ngày qua đêm rồi sáng dậy sáng mấy luôn. Dọc này thì thấy người ta ghi bảng bán đất quá trời. Đó. Thấy thật sự đẹp mà không đẹp, vì rất tiếc là rất là tiếc cái đồi chè. Đồi chè năm xưa xuống đây là phải nói nó xanh mớn mởn liền mạch, nó bây giờ là nó cũng chè nó ít lại rồi, nó không còn cái cảnh mà nguyên cả cánh đồng đồi chè rộng lớn xanh mơn mởn giống như năm xưa nữa. Ra ngoài này là khu dân cư ha. Thấy đường bê tông chạy đường trên này. Trong này là nhà máy, có một cái nhà máy cà phê và chè cổ đó quý vị, có những cái máy móc cổ từ thời Pháp để lại luôn. Hoa mai anh đào ở dưới này thì nó mới lốm đốm lốm đốm, và đa số là những cây nhỏ nhỏ, không có phải cây lớn. Nói tóm lại là hoa mai đào ở Đà Lạt hiện nay thì vẫn chưa đẹp, tầm nửa tháng nữa, kể cả trên mỏng đà nguyên cũng chưa có luôn. Nó dọc dọc này thì có nguyên dãy có những cây hoa mai đào, nó cũng lốm đốm nhưng mà chưa có đẹp lắm, tại vì cây nó nhỏ quá. Đó, vẫn chưa ăn thua đâu quý vị à. Cây nhỏ nhỏ vậy thôi. Chưa có đẹp lắm quý vị ơi,
chưa ăn thua. Đó, nguyên dải đây. Ơi, mình đứng lại đây coi hoa mai anh đào cái à. Nếu quý vị có mặt ở Đà Lạt cũng có thể ghé ngang qua con đường này chụp hình với hoa mai anh đào ngắm ngắm, chúc cho nó đỡ đỡ thèm được, an ủi cũng được. Dạ, bánh tăng nướng, bánh tăng nướng sữa đậu nành. Đó, hoa mai anh đào nó chỉ lớm chớm vậy thôi quý vị, không chưa đẹp à. Ở đây có cái am này, am ngay hoa mai anh đào luôn. Đấy. Mai mốt lên trên mỏm đào nguyên nó mới đẹp quý vị. Tại vì trên mỏm đào nguyên toàn là đào cổ, cây cổ thụ không ạ. Cây phải gấp mấy lần những khu vực như thế này. Mới hồng hồng lên thôi, chưa có rực rỡ lắm hàng. Xuống dưới này phải nói là hít thở không khí vô cùng trong lành luôn quý vị. Cố gắng hít thở để về lại phố thôi. Wow. Nói chung cũng được quý vị, tạm ha, khá là đẹp. Mai mốt lên mỏng đầm nguyên nó còn đẹp hơn nữa. Rồi thôi mình đi lên lại quý vị ha. Đi xuống dưới này nó cũng hơi chưa chưa. Và lại đôi tre nó cũng bây giờ là cũng thuộc dạng sẽ ngang dọc hết rồi, cho nên nó cũng không còn đẹp nữa. Chỉ có hàng hoa mai anh đào đang ra hoa, xem ăn ủi vậy thôi. Còn quý vị muốn ngắm hoa mai anh đào đẹp á, tầm khoảng nửa tháng nữa ha. Nửa tháng nữa thì ở trên phố nó sẽ ra rực rỡ luôn. Đấy. Ngay đoạn này có mấy cây này. Đèo Cánh Lê hôm qua bị sạt lở thì người ta cũng huy động phương tiện máy móc tới, người ta dọn dẹp và cho đi được rồi quý vị. Nói chung cũng dọn nhanh thôi. Nhưng ngày hôm qua là cho đi được một làn xe rồi, hôm nay là dọn xong rồi đó quý vị. Dưới cầu đất thì hoa mai anh đào nó ra trước ha. Có một số cây nó cũng ra lác đác như thế này này. Đó. Nó phải ra như thế này nó mới đẹp quý vị. Đã đều hết. Đó, ví dụ những cây như thế này. Hy vọng là nó sẽ nở đúng vào cái dịp Tết Nguyên Đán thì sẽ rất là đẹp luôn. Đó, những cây như thế này này.
Xuống dưới này là trung tâm của xã Xuân Trường ha. Đây cái gọi là thị tứ Cộc Đức, thị tứ chứ không phải là thị trấn, vì trung tâm của xã là thị tứ thôi. Cũng là một cái nơi phải nói là rất là cổ của Đà Lạt. Năm xưa người Pháp về dưới này làm đồn điền cà phê với chè nhiều lắm. Thời đó thì dưới này cực kỳ hoang vu. Đứng dưới này nhìn lên cái mảng đồi chè trên kia nó còn vẫn còn xanh mướt thì rất là đẹp, nhưng mà đi sâu vào trong thì nó cũng sẽ ngang dọc và có những cái chè người ta cũng bỏ bê không làm nữa, thành ra là nó cũng không còn liền mạch, cho nên nhìn nó cũng khá là nham nhở ha. Một cái khu đô thị nhỏ nhỏ nhưng mà rất là bình yên. Bà con người dân ở đây là chủ yếu là làm nông dân, trồng cà phê, trồng rau, trồng hoa. Có nhiều hôm là nguyên cả khu vực này là nó chìm trong sương mờ kéo dài đến trưa luôn. Đẹp lắm. Bây giờ người ta đang sửa xây lại cái cầu này. Cái cầu này ngày xưa nó nhỏ quá. Xây lại cái cầu này ha. Bà con mình đang sửa nhà ăn Tết. Xuống đây là cái chợ ha. Chợ nhỏ, chợ Cổ Đức. Đấy, chợ Cổ Đức thì từ xưa đến giờ nó vẫn cứ như thế này thôi. Rất là cổ không quý vị. Đó. Người ta ghi là cái chợ Cổ Đức 1967, tức là thành lập năm 1967 ha. Thời Pháp thì chưa có luôn. Rất là nhiều hoa hòe. Tới đây rẽ phải vào trong này là vào trung tâm xã đó quý vị. Trụ sở xã Xuân Trường đồ này kia nằm trong đó. Rồi đi về thôi quý vị ha. Ngày hôm nay mình cũng làm một cái video để dẫn quý vị đi xuống Cầu Đức tham quan, chủ yếu là cập nhật xem thử hoa mai anh đào ở dưới này nó như thế nào. Thì nói chung cũng vào thời điểm hiện tại thì hoa mai anh đào ở dưới này là thuộc dạng đẹp nhất Đà Lạt rồi, vì có khá là nhiều cây ra hoa đó. Nếu ai có mặt ở Đà Lạt đó, thì cũng có thể xuống Cầu Đức săn mây tiện thể chụp với hoa mai anh đào luôn cho nó đỡ, cho nó an ủi ha. Còn muốn đẹp thì phải nửa tháng rồi quý vị, nửa tháng 20 ngày nữa cần Tết Nguyên Đán luôn. Thì hy vọng hoa mai anh đào nó sẽ ra rực rỡ ở trên trung tâm thành phố, từ ngoại ô cho đến vùng ven cho đến trung tâm đó, đi đâu đâu cũng thấy hoa mai anh đào nó mới đã. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.